quý vị, sau nhiều ngày tiếp nhận hồ sơ vụ hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh ở địa chỉ 17-19 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hành hung khách hàng, thông tin từ công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai người đàn ông, một người 34 tuổi và một người 30 tuổi, cùng trú tỉnh Hưng Yên về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác. Mỗi người bị phạt 6,5 triệu đồng. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, tối 30 tháng 6, công an phường Hàng Trống tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội về việc chị và người thân bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung. Trên trang Facebook cá nhân, chị này cho biết vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 6, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối. Khi bị nhắc nhở không được mang nước vào quán, chị lập tức cất xuống ghế ngồi và xin lỗi vì đã vô ý. Sau đó, dù chị đã thừa nhận sơ sót và tiếp tục thuyết phục mẹ ở lại ăn, nhưng người ở quán tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống bên ngoài vào. Cảm thấy bị xúc phạm, chị và gia đình đã quyết định không ăn nữa và ra về. Khi mẹ chị đưa ra lời góp ý thì hai bên xảy ra cự cãi. Chị và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an phường Hàng Trống đã mời hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đến trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, chủ quán bánh mì Nguyên Sinh và hai nhân viên đã có lời xin lỗi đến gia đình người bị hành hung. Đồng thời, chị này cũng đã rút đơn trình báo. Tuy nhiên, công an phường Hàng Trống vẫn tiếp tục xác minh vụ việc theo quy định và chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo thẩm quyền. Những tin tức mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.